Thề với các bác là lắp đèn cho ô tô nó sướng lắm các bác ạ. Hoàn toàn không phải tháo nhiều lịch kịch như là mấy chiếc xe máy. Những dòng bóng lắp zin như chiếc xe này, thậm chí chỉ cần luồn tay vào là anh em có thể lắp được luôn. Xe càng to thì lỗ càng rộng, nó càng dễ lắp. Điện đóm thì 100% là xài điện bình, gần như là anh em không phải suy nghĩ gì về điện vì nó quá khỏe, nó xài bình lớn luôn mà. Lắp đặt mã T10 BMA bên em phải nói là nó quá ok luôn. Nhiều bác đi ô tô vẫn còn đắn đo về giá cả lắm. Bọn em bán online ở đây là giá rẻ nhất rồi, chỉ có độ tầm 1 triệu là anh em đã sở hữu ngay một cặp đèn T10 BMA, dòng bóng bi cầu cắt sáng nét nét. Lắp zin tuyệt đối, anh em còn suy nghĩ điều gì nữa? T10 BMA là dòng bóng duy nhất ở trên thị trường lắp zin mà nó có trợ pha laser, tản nhiệt ống đồng và thuộc loại có công suất là nó là cao nhất rồi. Các mã rẻ hơn ở trên thị trường thì cũng có rất là nhiều mã, nhưng mà nó chỉ được cái cốt mạnh thôi. Còn ánh sáng pha thì chỉ phù hợp với đi xe máy thôi. Còn anh em đi ô tô thì phải dùng T10 BMA nhé, vì các bác thường xuyên đi trên cao tốc với tốc độ rất là cao, đèn mà pha yếu thì không quan sát được đâu các bác ạ, không dám chạy nhanh luôn đấy. Trong cái dòng bi cầu mini lắp zin thì T10 BMA nó khác biệt hoàn toàn so với tất cả những các cái mã khác. Nó mạnh cả cốt và mạnh cả pha, đặc biệt là pha của nó chiếu được rất là xa. Lắp xe máy thì một số xe sợ điện yếu thì phải lên sạc độ, chứ lắp trên ô tô điện nó khỏe và căn chỉnh chuẩn thì các bác sẽ thấy ánh sáng của nó là tuyệt vời luôn. Điện càng khỏe, đèn càng sáng. Mới nói được vài câu thôi là bác thợ nhà em đã lắp xong cái cặp đèn T10 BMA lên chiếc xe Hino 500 này rồi. Dòng bóng bi cầu T10 BMA bên em thì lắp đặt được cho tất cả các dòng ô tô, xe máy, chân H4. Anh em đi ô tô thì cứ chân H4 là anh em có thể lắp đặt được. Những các cái đời xe loại hạng A ấy, pha cốt chung một bóng, các bác đều có thể lắp đặt được nhá. Lắp đặt như zin luôn, không phải độ chế, không phải đục khoét gì. Anh em đi đăng kiểm rất là dễ dàng. Bây giờ em mời các bác xem lại video test sáng của mã T10 này nhé. Phải nói là cái con T10 này giải sáng của nó cực kỳ là rộng, ánh sáng pha thì nó là quá đẳng cấp luôn. Mã này nếu anh em ở xa thì anh em hoàn toàn có thể tự đặt mua online về lắp đặt tại nhà, lắp rất là dễ luôn, như là anh em thay bóng zin thôi đấy mà. Bên em có bán xỉ cho anh em gara nhé. Anh em thợ, anh em gara nếu mà cần sản phẩm này thì kết nối với em luôn, giá cực nét cho anh em mình kinh doanh. Cảm ơn anh em.